Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cơ Đảng. Chương 120, cảm giác đã sai chỗ. Tư thế bị giam cầm đó mang theo cảm giác kích thích cuộn trào mãnh liệt, khiến Hạ Diệu chống đỡ không nổi. Một dòng điện lưu xuất hiện từ xương cột chạy dọc theo đường cột sống lưng, ngứa ngáy như kiến bò, thần kinh rối loạn yếu ớt. Hạ Diệu da đầu tê dại, từng cơn choáng váng ập tới làm cho cậu ta càng không thể kháng cự. Ý chí chống đối sự tàn bạo của Diên Tung đã đứng bên bờ sụp đổ rồi. Anh á, tên khốn! Yết hầu của Hạ Diệu không khống chế được mà chuyển động. Tay của Diên Tung đột nhiên từ vạt áo thun của Hạ Diệu luồn vào trong, ở trên đầu vú mẫn cảm của cậu ta mà bóp ngắn kéo duỗi. Hạ Diệu bị sờ mó đụng chạm, lập tức giận dữ giãy giụa, dùng sức kéo đôi tay hung ác của Diên Tung ra, nhưng phản kháng không thành lại khiến Diên Tung ra tay bóp nhéo mạnh hơn. Lớp da non mềm mại cơ hồ bị cọ sát tàn phá, cái cảm giác đau ngứa thấu xương. Hạ Diệu dùng nắm tay quật ra đằng sau tóm lấy tóc Diên Tung, chiến đấu tới cùng quyết không đầu hàng. Diên Tung lại đem đầu của mình vùi vào trong áo Hạ Diệu, đầu lưỡi thấm ướt những giọt mồ hôi trên cái eo trắng mịn trơn nhẵn kia. Xúc cảm quen thuộc một lần nữa tập kích vào trung ương thần kinh, khiến cho cậu ta không thể chịu đựng. Trong ký ức bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh ân ái hoang lạc, có quá nhiều khoái cảm cực hạn khó nói bằng lời. Mà đầu lưỡi của Diên Tung chính là chìa khóa làm thức tỉnh những ký ức này, đem cánh cửa phòng vệ trong lòng Hạ Diệu thoải mái mở ra, bá đạo đi vào bên trong giày dò điên loạn. Nội tâm cứng rắn mãnh liệt của Hạ Diệu trong phút chốc sụp đổ, dòng eo bắt đầu dặn dẹo uốn éo phối hợp nhịp nhàng với đầu lưỡi của Diên Tung. Diên Tung từ trong đồng tử tuôn ra máu đỏ, hắn nhớ tới cái cảnh Hạ Diệu ở trên sân khấu thác loạn múa may trước mặt bao nhiêu người, máu huyết lại càng sôi trào khi nghĩ tới những ánh mắt suồng sã thô tục của bọn họ lúc nhìn cậu ta trình diễn. Hai dòng cảm xúc đó hòa lại trở thành một cơn thịnh nộ, dứt khoát một lần tàn sát. Đột nhiên hông của Hạ Diệu truyền đến một trận đau nhức. Diên Tung trực tiếp đem dây thắt lưng của Hạ Diệu kéo ra, thô lỗ tuột chiếc quần jean của cậu ta xuống phía dưới. Cậu không phải là thích mặc quần thắt lưng thấp sao? Không phải là thích câu dẫn ánh mắt mọi người nhìn vào cái mông to của cậu sao? Tôi đây giúp cậu kéo xuống thấp hơn nữa, chứ cậu lộ hàng một trận sung sướng. Sự khuất nhục cực độ làm cho Hạ Diệu một lần nữa dãy dùng kịch liệt, kết quả là khơi dậy thú tính cuồng dã của Diên Tung. Hắn giam cầm hai cái cổ tay của Hạ Diệu ở phía sau, siết chặt như muốn bẻ gãy. Quần còn chưa kịp kéo phụt ma tuya mà đã bị tuột xuống rồi. Nút quần từ trên xuống dưới á, từng cái bị giật đứt, tiếng áo quần bị xé rách, vang lên dâm loạn phiến tình. Làn da bên trong quần bỗng mát lạnh, gân xanh trên mu bàn tay của Hạ Diệu trong nháy mắt nhô ra, mặt hung bạo, đỏ ửng, mẹ nó, biến thái à. Diên Tung đem quần và cả quần lót của Hạ Diệu cùng lúc kéo xuống, nhưng không trực tiếp cởi sạch sẽ, mà là cởi đến lớp bắp đùi thì dừng lại, chỉ đem toàn bộ cái mông to tròn rắn chắc lộ ra. Cũng bởi vì như vậy á mà mới làm cho Hạ Diệu cảm nhận được khoái cảm nhục dục thấp hèn. Tiếp tục lắc mông, một cái tát hung hăng quất vào mông Hạ Diệu, để lại trên đó một dấu bàn tay đỏ ửng. Hạ Diệu thống khổ rên rỉ, điều này hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng của cậu ta. Đừng nói bây giờ là đang cùng Diên Tung chiến tranh lạnh, cho dù là cùng hắn bình thường bên nhau âu yếm cũng không cảm thấy được sự kích thích dâm dục lúc này. Chỉ là để lúc ngẫm lại thấy cái mông trần trụi của mình ở trước mặt một người đàn ông xoay xoay vặn vẹo, Hạ Diệu chính là cảm thấy con người bạo liệt trong lòng ghê tởm, khuất phục, khó nhịn. Diên Tung nếu phát ra mệnh lệnh này, Hạ Diệu chỉ có thể phục tùng mà thôi. Diên Tung cúi người xuống, ngồi xổm, đem ý đồ chống đối của Hạ Diệu dập tắt, không cần nói nhiều mà trực tiếp cắn vào cặp mông kia. Cần cắn và gặm từ bên ngoài vào đến bên trong, cắn nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cắn thưa thớt lả lướt đến chằng chịt thô tục không ngừng. Hạ Diệu bị khống chế nhưng lại liên tục tê sướng run rẩy. Diên Tung lè lưỡi ra liếm dọc theo kẻ mông tới tới rồi lui lui, nhưng vẫn chưa vội xâm nhập vào những nếp thịt sâu trong đó. Hạ Diệu bị trêu đùa kích thích đến mức hô hấp nóng hổi, tiếng mắng chửi xen lẫn sự run rẩy, cho nên sau cùng thần kinh vững chắc như cây tùng cũng đã từng đợt mà sụp đổ. Muốn mắng cũng mắng không được nữa, âm thanh bắt đầu biến thành tiếng cầu xin tha thứ đứt từng quãng. Mà không được, đừng mà, à, tôi van anh. Diên Tung biết Hạ Diệu muốn điều gì, liền lợi dụng điểm yếu trên cơ thể này mà đánh sập tâm lý trong phòng vệ của cậu ta, thỏa mãn phú thú tính dâm dục hạ lưu của chính mình.
Muốn tôi liếm lỗ đít cho cậu thì phải lắc mông xoay hông trước mặt tôi. Diên Tung thô tục ra lệnh. Ở trên sân khấu xoay lắc uốn éo thế nào thì lập tức làm lại y như vậy cho tôi. Còn Hạ Diệu bị ép buộc, cổ dung lên thách thức, mạch máu trên cổ ngang dọc, đan xen, yết hầu chuyển động, cuồn cuộn, co rút rồi lại phình trướng ra. Diên Tung dùng lực rất mạnh, đầu lưỡi bắt đầu liếm quét lớp da xung quanh của hậu môn, thỉnh thoảng liếm láp những nếm gấp bên ngoài của cái lỗ nhỏ ồ ồ nhiệt khí, từng đợt phà vào cửa mật đạo, đang co rút, giãn nở, đầu lưỡi mang theo sự ẩm ướt, cứ lẫn quẩn ở vị trí này mà liếm láp, đảo tới đảo lui vòng quanh vô cùng kích thích. Hạ Diệu cuối cùng không kìm được mà, cái mông trần trụi bắt đầu ở trước tầm mắt của Diên Tung chậm rãi xoay chuyển, trêu đùa. Cứ có được một cú xoay mông sẽ được Diên Tung liếm một cái, xoay càng nhanh càng được hầu hạ sung sướng. Hạ Diệu cảm giác mình như một nam sủng dâm tiện, như một con chó vẫy đuôi cầu xin chủ nhân sủng ái. Lửa trong lòng ngực của Diên Tung càng đốt càng cháy rực, dùng một cái tát vào mông Hạ Diệu. Chưa đủ dâm dục hả? Xoay lắc thêm đi, đem cái điệu bộ phóng đãng dạng uống lúc đứng trên sân khấu diễn cho tôi xem. Nhưng động tác đó có lớp quần che đậy thì được gọi là gợi cảm cuồng dã, thế nhưng khi lớp vải vóc được lột xuống thì hoàn toàn biến thành dâm đãng. Hạ Diệu căn bản không thể ở trước mặt một người thể hiện những động tác như vậy, nhưng chỉ cần ngẫm lại một chút đã cảm thấy bùng nổ sự kích dục trong người. Diên Tung càng nhìn cặp mông chuyển động, lực của đầu lưỡi muốn xâm nhập vào cửa mật đạo càng mạnh. Bàn tay gồng gượng của cậu ta đã sớm buông lỏng, sự cọ sát đã khiến dâm dịch bắt đầu rỉ ra ở cái lỗ nhỏ trên dương vật. Cái tát không chút lưu tình đem cặp mông kia quất một phát đỏ nóng hổi, đau ngứa tê dại, điện lưu tán loạn. Trong nháy mắt, Diên Tung đem lớp quần của Hạ Diệu tuột xuống sạch sẽ. Hạ Diệu được nhứt bỏ lớp vải che thân, phơi bày toàn bộ thân dưới, phần thịt mông trần truồng bị bóp chặt bỗng rung lên một cái. Diên Tung buông lời dâm đãng, nói lời nói ra vô cùng nhuần nhuyễn mà. Nảy thêm nữa đi, Diên Tung bộc phát dục vọng, càng tác âm thanh càng lớn. Hạ Diệu mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ cầu xin, tiếng kêu phóng đãng từ trong cửa miệng không tự chủ được bất ngờ tuồn ra ngoài. Diên Tung, liếm sâu thêm một chút nữa. Muốn. Điền Nghiêm Kỳ nghe thấy âm thanh lạ nên chạy đến, bởi vì đi gấp mơ hồ không nghe rõ là âm thanh gì, chỉ khi nghe thấy tiếng tát mới cho là hai người họ đang tranh cãi khắc khẩu, liền trực tiếp đặt tay lên khung cửa. Diên Tung mặc dù không mở hoàn toàn cửa phòng làm việc, nhưng chỉ cần một khe nhỏ cũng đủ để Điền Nghiêm Kỳ thấy rõ cảnh tượng đang xảy ra trong phòng. Lúc này ngực chấn động, tim xem nữa là đập 200 nhịp một phút. May mà còn chưa kịp đẩy cửa ra, không trực tiếp xông vào, nếu không lầm có thể sẽ rất lớn. Điền Nghiêm Kỳ vội vàng đem người dán lên vách tường, cố gắng ôn hòa lại hô hấp. Một cái nảy làm cho thần kinh của Điền Nghiêm Kỳ một trận kích động liên tục tái hiện lại, trong đầu không tài nào xóa đi được. Biểu tình vừa rồi của Diên Tung đã bóp giết nhận thức của hắn một cách dã man. Đó là biểu tình hạ lưu đê hèn nguyên thủy nhất của một người đàn ông, một loại biểu tình sa vào sắc dục, thú tính cuồng phát, thấp kém hèn hạ, khiến cho Điền Nghiêm Kỳ cảm nhận người này và Diên Tổng nghiêm nghị lạnh lùng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thần tượng trong lòng sụp đổ, nhưng không làm cho Điền Nghiêm Kỳ có cảm giác tan dở chút nào, trái lại càng khiến trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác quái dị. Trước đây Diên Tung ở trong lòng hắn tựa như một pho tượng thần, chỉ có thể cúng bái kính ngưỡng. Hiện tại anh ta trở thành một nam nhân đang động dục, vô cùng sinh động. Sự thô tục thấp hèn đó không hề làm mất đi mị lực hấp dẫn của Diên Tung trong lòng hắn, mà trái lại còn khiến cho bản thân hắn tự phát ra mùi vị nam nhân. Điền Nghiêm Kỳ sở dĩ nghĩ như thế là bởi vì hắn cũng muốn được Diên Tung giày dò lăn nhục, ngay bên trong phát ra tiếng phiến tình buông thả cực hạn. Lời nói bẩn thỉu dâm đãng, thân dưới của Điền Nghiêm Kỳ cũng xấu hổ mà dựng lên cứng ngắc. Hạ Diệu dường như nghe được động tĩnh ngay cửa, lộ hơi ra vẻ hoảng hốt cảnh cáo Diên Tung một tiếng. Hình như có người kìa. Diên Tung chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cửa, liền tiếp tục dùng ngón tay ở trong kẻ mông Hạ Diệu mà mân mê. Đơn Hạ Diệu dùng cho trong lòng lo lắng sợ ai đó phát hiện, nhưng đến không được phát ra tiếng, lại tiếp tục bị Diên Tung dùng lực ngón tay hung ác một phen cắm vào hậu môn. La lên cho tôi nghe, la lớn lên cho tôi nghe. Hạ Diệu không cầm được mở miệng ra
tiếng rên rỉ. Chọc vào đi, nhanh, thật sướng quá. Diên Tung làm Hạ Diệu thần chí mê loạn, càng ép buộc cậu ta thực hiện những động tác lắc mông khiêu gợi trên sân khấu. Lúc này bắt cậu ta ngồi chồm hổm hất lên cái mông, Hạ Diệu không tuân theo. Diên Tung lần nữa nổi tính tàn bạo, đánh cái mông sưng tấy, ngón tay liên tục móc bới cọ sát bên trong, vô cùng đau rát. Mà Hạ Diệu vì muốn được thỏa mãn nhu cầu, chỉ có thể dứt bỏ thể diện, đem cái mông trần trụi đưa xuống người lắc lư đung đưa, dí đuổi ngón tay của Diên Tung. Rốt cuộc cũng ngồi chồm hổm mà điều khiển dẫn lối cho ngón tay của Diên Tung tìm đến tiếng tuyền liệt của bản thân mà đâm vào đó, thọc ra thọc vào liên hồi thúc lúc á, cho ngón tay của Diên Tung tìm đến. Và lúc này thì cặp mông rung động kêu thành tiếng, lại bị Diên Tung đang phát điên lấy ngón tay đâm thật mạnh vào bên trong, sung sướng tê dại bỗng chốc biến thành kiểu tra tấn bằng điện áp, mà khiến cho Hạ Diệu khóc lóc thất thanh. Diên Tung cố ý hỏi, cậu sao lại không đứng lên đi chứ, ngồi trong hổm dễn đích lên như vậy chẳng phải là quá phóng đãng lẳng lơ sao? Hạ Diệu hai chân run rẩy, cái eo mềm mại vẫn tiếp tục chuyển động, nói đều không lưu loát, đứng lên không nổi nữa. Diên Tung để lại Hạ Diệu bắn ra trong tư thế lõa dâm thế này, chất dịch trắng đục lao ra trong nháy mắt làm cho Hạ Diệu đạt cực khoái, sướng đến mức phải rống dâm ra bên ngoài. Cũng không biết có phải là một tiếng rống này quá kích thích hay không, Điền Nghiêm Kỳ lưng đứng dựa vào tường, quần lót bên trong cũng đã ướt đẫm một mảng đục lớn. Hắn thở dốc, lập tức di chuyển bước chân, lại không cẩn thận đá phải một cái thùng ở bên ngoài. Trong thùng là vài món đồ kim loại rung động tạo âm thanh va chạm. Lúc này Điền Nghiêm Kỳ sắc mặt hoảng sợ, Hạ Diệu nghe động tĩnh chợt công phá thoát khỏi vòng dây của Diên Tung, xách quần mặc vào chạy ra ngoài xem là ai. Lúc này trong tầm mắt của Hạ Diệu chỉ thấy có một cái óp mập mờ của một người đã bỏ chạy, hoàn toàn không cho cậu ta bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 120 của truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng. Đến đây, cho phép anh Khoa xin được phép nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo.